Xin chào tất cả quý vị, tất cả các chính trị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay cập nhật một số những cái tình hình của sư Minh Tuệ tại Nha Trang. Không ngoài dự đoán thì ngày hôm nay số lượng người đã kéo đến rất là đông, tập trung tại cái cung đường vào tại cái núi mà sư Minh Tuệ ẩn tu. Về phía cơ quan chức năng cũng đã có mặt từ rất sớm, lúc tờ mờ 3-4 giờ sáng đó thì người dân cũng đã tập trung rồi, và kể cả lực lượng chức năng cũng phải có mặt từ sáng sớm để mà làm việc về cái vấn đề an ninh trật tự. Chính thức đã lập chốt ở ngoài cái khu vực đường quốc lộ 1A. Thì đây là cái khu vực mà nếu như tập trung đông sẽ cực kỳ nguy hiểm thưa quý vị. Bởi vì đây là trên cái tuyến đường quốc lộ đó thì xe cộ rất là đông, và nếu như mà tập trung đông đó thì nó sẽ gây ra ùn tắc, nó cản trở trên cái con đường giao thông. Việc mà phía cơ quan chức năng có mặt từ rất là sớm đó, để mà kịp thời ngăn chặn cái câu chuyện mà tụ tập đông gây mất an ninh trật tự thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay đó thì sư Minh Tuệ vẫn đi khất thực, nhưng chỉ trong cái khu vực gọi là ít người thôi, thầy không có đi ra ngoài. Người dân thì kéo đến rất là đông nhưng mà chẳng ai có thể gặp thầy. Bởi vì cái khu vực này đã có những cái chốt chặn để không cho người dân vào bên trong làm phiền các sư khác tu. Trên ngọn núi này thì không chỉ có một mình sư Minh Tuệ là người tu tập ẩn tu đâu, mà còn rất nhiều một số những cái vị sư khác họ cũng đang trên bước đường tập học thưa quý vị. Vì vậy cho nên về phía cơ quan chức năng tại thành phố biển đó thì mình thấy rằng là không phải lần đầu mà đã rất là nhiều lần cũng có một số người đã đến cái núi này để mà quay phim, chụp ảnh, làm rất là nhiều thứ và cũng bị đuổi ra rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì sau cái những cái ngày mà sư Minh Tuệ trở về đây đó thì người kéo đến càng đông, và việc giữ an ninh trật tự tại khu vực này đó thì phía cơ quan chức năng vẫn đang gọi là cố gắng hết sức. Mình thấy rằng là người dân thì không vào được thì cũng họ cũng tụ tập ở bên đường thôi. TikToker, YouTuber thì cũng không ít thưa quý vị. Những hình ảnh được đăng tải gọi là rất là rộng rãi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và YouTube đó, thì cũng khá là đông người dân và mong chờ được gặp sư Minh Tuệ. Thì qua đây mình lại tiếp tục phải kêu gọi người dân, ai về nhà nấy đi, mọi người đừng tập trung đông nữa. Và cô chú anh chị đó, khi mà chúng ta được thấy được cảnh này rồi, chúng ta được biết tin tức của thầy sư Minh Tuệ là vẫn tu tập bình thường rồi. Sáng nay thầy đi vẫn đi khất thực trong một cái khuôn viên đó thôi, rồi sau đó lại quay trở lại về núi để mà tiếp tục ẩn tu. Bà con có đến đó thì cũng không gặp được thầy đâu, không gọi là có gặp được để mà đảnh lễ hoặc là cúng dường gì đâu. Cúng dường thì thầy cũng không có nhận đâu. Cho nên là quý vị khán giả, những ai mà đang có ý định muốn đến Nha Trang để tìm thầy thì chúng ta nên dừng lại. Bởi vì thời điểm này á, an cư kiết hạ rồi, thầy sẽ không có đi. Và nếu như cứ tụ tập đông thì sau mùa an cư kiết hạ chưa chắc gì thầy có thể đi trở lại nữa. Cho nên là chúng ta nên dành một khoảng thời gian yên tĩnh, bao nhiêu đó là đủ rồi. Một thời gian yên tĩnh để cho thầy có thể an tâm thầy tu tập. Sau khi mà thầy thành đạo đó thì tất nhiên thầy sẽ quay trở lại để mà hướng dẫn chúng ta thôi, như thầy đã chia sẻ rồi. Cho nên là mọi người đừng có quá khích để mà tiếp tục kéo đến rồi là gây mất an ninh trật tự. Cái tuyến đường này, tuyến đường quốc lộ 1A nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà lỡ xảy ra cái câu chuyện không may gì thì rõ ràng chúng ta đang góp một cái phần gì đó khiến cho cái hình ảnh của sư Minh Tuệ bị lu mờ thưa quý vị. Cho nên đó là một trong những cái lời kêu gọi, lời khuyên vô cùng chân thành. Rồi TikToker, YouTube đó thì cũng bớt quay lại đi. Đâu có thầy đâu mà sáng nào thì cũng tập trung ở đó, khiến cho lực lượng cơ quan chức năng thì cũng phải có mặt từ sớm để làm cái công việc an ninh và an toàn giao thông thưa quý vị. Còn cái một số những cái thông tin từ Gia Lai thì hiện tại gọi là cái nơi cái cốc đó cô chú anh chị thì cũng đã được gọi là đỡ phần nào rồi, đỡ phần nào. Có lẽ rằng cái sự xuất hiện của sư Minh Tuệ tại Nha Trang khiến cho người dân người ta cũng kéo về đó. Cho nên tại cái cốc hay tại nhà ba mẹ sư Minh Tuệ thì cũng vắng người đi. Thì mình nghĩ rằng là cũng tốt thôi. Cái sự vắng vẻ này thì nó không có gây ra những cái một số những cái hệ lụy khác,
như ngày hôm trước đó, thì chúng ta thấy rằng là họ vào đó họ để lại sách vở này sách vở kia. Ừ. Rồi khi mình lên án cái đạo gọi là Hoàng Thiên Long gì đó thì cũng có một số những cái đối tượng này điện thoại lại để mà đe dọa, để mà chửi bới xúc phạm những người cá nhân mà trong cái đạo Hoàng Thiên Long đó cô chú anh chị. Như mình đã từng chia sẻ rồi, đạo này là không được nhà nước công nhận và chúng ta phải cần tỉnh táo trước những cái đạo này. Không có cái đạo nào mà nói rằng là uống nước lã để chữa bệnh, uống nước lã để chữa những cái căn bệnh ung thư chứ không có một cái phản vô cùng phản khoa học với cái đạo Hoàng Thiên Long à, nha quý vị. Còn cái câu chuyện mà ngày hôm nay về phía Su Minh Tuệ đang có mặt tại Nha Trang thì mình thấy rằng theo thông tin đó thì sẽ ở đây lâu dài và sẽ không trở về lại Gia Lai nữa. Ở đây lâu dài bởi vì ở nơi này thì được an toàn, có gọi là có thể đi cắt thực từ trên nới trên núi đi xuống, rồi sau đó lại trở về để mà ẩn tu, để mà tu tập, để mà ngồi thiền, một nơi vô cùng an toàn, và cùng sau đó là một số các bạn đồng tu ở trên đó. Cho nên là thầy sẽ ẩn tu lâu dài và sẽ không trở về Gia Lai. Thì đây là cái tín hiệu mình thấy rằng khá là vui, khá là mừng dành cho thầy. Thưa quý vị, nếu như thầy gọi là không có một cái nơi như vậy đó thì cái con đường tu tập sẽ thầy sẽ rất là khó. Vào rừng sâu thì sẽ không có thức ăn, ăn măng, ăn nấm. Mấy ngày hôm trước thì mọi người rất là lo cho thầy sẽ không cầm cự được bao lâu, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi. Cho nên là mọi người đừng có gọi là tạo ra một cái điều gì mà nó bất ổn ở nơi này nữa, khiến cho Su Minh Tuệ lại phải tiếp tục ông ấy phải chọn cái cách khác ra đi nữa. Bởi vì trong đó không phải một mình Su Minh Tuệ, nếu như ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng hết toàn bộ các sư ở trong đó, người ta đang tu tập nha cô chú anh chị. Chúng ta nên gọi là nhường một cái không gian riêng lại. Bao nhiêu khoảng thời gian Su Minh Tuệ xuất hiện cũng đã đủ cho chúng ta nhận ra quá nhiều điều rồi. Chúng ta đã thức tỉnh được rất là nhiều điều rồi, rất nhiều mà cô chú anh chị cũng đã gọi là thức tỉnh kể từ khi có sự xuất hiện của Su Minh Tuệ. Nào là cúng dường cho ma tăng vân vân vân, thì người ta cũng đã lộ diện từ cái câu chuyện mà Su Minh Tuệ là một cái kính chiếu yêu. Một số những cái bài thuyết giảng cũng đã bị xử lý, các ma tăng thì cũng đã bị cấm thuyết giảng, rất nhiều thứ đã xảy ra cho đến giờ phút này. Thì có lẽ rằng ít nhiều gì những người Phật tử chân chính của chúng ta cũng đã nhìn nhận được những cái giá trị mà Su Minh Tuệ đã mang lại. Thì bây giờ chúng ta nên gọi là nhường một khoảng không gian nào đó cho Su Minh Tuệ, ông ấy có thể yên tâm, yên tĩnh tu học, tu tập trong một khoảng thời gian, đặc biệt là trong mùa an cư kiết hạ này. Chúng ta nên dành một sự an toàn nhất định, chứ nếu mà tiếp tục tụ tập đông rồi cứ làm phiền các sư các thầy, rồi phía cơ quan chức năng nữa, ngày nào cũng phải có mặt sớm để mà lập chốt, để mà giữ trật tự nơi đó cho các sư tu đó, thì mọi người thấy rằng là nó cũng gọi là rất là quan ngại về cái câu chuyện mà trên tuyến đường quốc lộ 1 mà tụ tập đông như vậy thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm liên quan đến mạng người, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là mình cũng kêu gọi các TikTok, đặc biệt các TikTok người dân, hãy gọi là định hướng để cho cô chú bác anh chị chúng ta quay trở về nhà. Có những người thì mình thấy rằng sáng ngày hôm nay phỏng vấn lên đó thì họ đã ở đó 2-3 ngày 2 ngày nay rồi, để mà chờ có thể gặp Su Minh Tuệ, nhưng mà thầy đâu có ra đâu. Thầy đi cắt thực một đoạn khúc ở trên đó thôi, trong cái chốt, rồi thầy lại quay về núi, thì mọi người có đến đó nữa thì cũng không sẽ không gặp được. Cho nên là chúng ta nên gọi là đừng có mất thời gian, tốn cái thời gian và công việc công sức của mình đến đó để tìm thầy, cũng không gặp được thầy. Và cho thầy một không gian trong khoảng thời gian mà an cư kiết hạ thầy, và sau đó thì nếu như điều kiện tốt đó, thầy đi trở bộ trở lại khắc thực, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy thầy trên con đường mà thầy mong ước nguyện cả cuộc đời của mình, và thầy trở thành một cái được thành tựu đắc đạo được cái gì đó, thì cũng sẽ quay trở lại để mà hướng dẫn cho chúng ta, những con dân Việt Nam, đất nước của chúng ta rất là tự hào khi có một vị gọi là sư như là sư Thích Minh Tuệ, đúng không chú anh chị? Vì thế mà chúng ta cần phải gìn giữ những cái hình ảnh đẹp, những cái điều tốt đẹp, chứ không phải là chúng ta lại lợi dụng vào câu chuyện đó làm ra những hình ảnh vô cùng xấu xí,
cho bạn bè quốc tế người ta còn chê cười nữa. Ngày hôm trước tại Gia Lai là mình thấy cái hình ảnh nó quá xấu xí rồi. Bà con vào tranh những cái vật phẩm như là nước suối, như là thức ăn, phần ăn chay mà bà con đã chuẩn bị để mà cúng dường, nhưng mà sư Minh Tuệ không nhận đó. Thầy chỉ chạm tay một cái rồi thầy ra đi. Thì bà con nhảy vào để mà giật, để mà cho rằng đó có được cái phước báo đó. Thì đó là một hình ảnh vô cùng xấu xí, chẳng ai muốn nhìn thấy hết trơn. Thưa quý vị, cũng chính là cái lý do mà tại sao sư Minh Tuệ không ở đó nữa, thầy phải đi Nha Trang. Tại sao sư Minh Tuệ đang trên con đường cắt thực bộ hành bình thường phải về Gia Lai ẩn tu, rồi phải vào rừng sâu, rồi sau khi quay trở lại bà con mong ước được nhìn thấy, thì sau khi bà con nhìn thấy thì lại tiếp tục ồn ào, tiếp tục tranh giành giành giật, bắt buộc phải đảnh lễ, bắt buộc phải cúng dường, bắt buộc và tôi phải lấy được cái này, lấy được cái kia đem về làm phước. Rồi lại khiến thầy phải từ Gia Lai đến Nha Trang như ngày hôm nay. Vậy mà mọi người vẫn chưa tỉnh ra, vẫn chưa ngộ ra. Tại sao mà mọi người phải ép thầy như vậy? Mọi người cứ nghĩ rằng là đó là phước báo của mọi người, của gia đình mình, mà không nghĩ rằng chúng ta đang trên cái con đường làm phiền một vị sư tu hành chân chính. Chúng ta đang cản trở cái sự tu hành chân chính của sư Minh Tuệ trên bước đường của ông ấy. Thành đạo hay không là cũng do một phần của người dân của chúng ta góp vào để sư Minh Tuệ có thể mà tiếp tục tập học. Rồi sau này thầy thành đạo, thầy được thành tựu, thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có phần thôi. Chúng ta cũng là người đã từng đóng góp cái điều kiện nào đó để cho sư Minh Tuệ có thể tiếp tục tu học. Đó mới chính là cái phước, là cái báo. Chứ bây giờ chúng ta cứ tiếp tục như vậy đó, tranh giành phước báo thì có phước báo được hay không? Phước báo không phải là tranh giành, mà hiện tại cứ tập trung đông lại là một trong sự việc cản trở bước đường tu học của một gọi là một vị sư tu hành chân chính như là sư Minh Tuệ. Thưa quý vị, qua đây thì mình tiếp tục gửi lời nhắn gửi đến toàn thể gọi là quý cô chú anh chị đang có mặt tại Nha Trang, các anh em đồng nghiệp, YouTuber, TikToker, chúng ta hãy nhìn nhận ra bao nhiêu đó là đủ rồi. Hãy để trả lại cái sự bình yên cho sư Minh Tuệ như khoảng thời gian đầu, thầy có thể yên tâm tu học trong khoảng mùa an cư kiết hạ này. Và sau đó đó thì tiếp tục tạo điều kiện cho thầy quay trở lại. Cũng mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng lại tiếp tục tạo điều kiện để cho thầy đi bộ cắt thực bộ hành như thầy đã ước nguyện. Và cái điều đó, đó phải cần sự góp sức của chính những người dân, chính những Phật tử chân chính của chúng ta. Thưa quý vị, đó là một số những cái nội dung sáng ngày hôm nay Thanh Quyền muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Em cũng sẽ liên tục cập nhật tình hình gửi đến cho cô chú anh chị theo dõi. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.